đỡ cho cái quê mình. Có anh Trung mù ở với số á, người ta gửi, có bạn gửi cho anh được 1,000,000 đồng. Tiền của bạn Phú à, chứ không phải là tiền của mình. Mình chỉ có công thôi, tốn công chút. Có là mình bỏ ngân hàng đó. Ngân hàng gì anh? Ngân hàng đạo đức. Anh rút ra cho con cháu anh hưởng. Anh đi như vậy là anh bỏ công cho anh đi. Chứ mà anh làm đây là làm từ thiện. Mà từ thiện đây là có ơn cho người ta giúp đỡ. Người ta giúp đỡ anh đi như vậy là không muốn. Tại em bán gạo rồi, từ khi người ta mua gạo cho em là em đi phát rồi, mà mình cũng có kiếm được cái đồng lời á. Chứ sao? Rồi mà đồng lời rồi sẵn mình đi quay luôn. Bà không có một cái người người ta tặng nhưng mà phải cho gạo với xe đét. Rồi mình phải đi 17 phần. À, đi cũng 3 chuyến này xong. Cho phiếu, phiếu trước. Không, không có. Tới từng nhà luôn. Chứ khỏi phiếu. Như vậy anh không biết ai nghèo ai giàu. Biết. À, tới từng nhà biết. Mình phải cho đúng chính xác mục đích. Đúng đúng. Chứ cho mà nó không đúng thì nó cũng không hay. Không hay. Người cần người không cần. Và cái tàu hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp qua cồn An Hòa xã Nhơn huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp cũng cập bến này cho các bạn. Thì quyết định qua cái cồn này. Cái khu vực này là gần tới Khém Ông Tà đó nha các bạn. Khu vực này Khém Ông Tà này. Cái này là thuộc ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp á. Thì buổi sáng đó các bạn, buổi sáng thì khu vực này là mấy chợ dùng cái bông tà như thế này và hấp dẫn chợ quê mình thì đồ ăn bây giờ nó rất là nhiều ngay cái loại mì rồi chất tà đây còn cái bông tà nhé. Dùng cồn cho nên nước ngọt quanh năm nha các bạn, cho nên vườn cây ăn trái rất là nhiều. Khu vực này các bạn chạy với tốc độ chậm thôi chứ đừng chạy nhanh. Đây. Đường này gọi là đường sân tiền và đây nè Quốc Thịnh rẽ trái nè. Để trái đi lại nhà anh Trung nè. Anh Trung mù quá cái số nha các bạn. Gà, gà vườn. Mấy gà này ngon. Đây là dọc đường là nhãn xoài. Ồ, ngỗng. Thì muốn trao được một cái phần quà 1,000,000 đồng cho của bạn Phú gửi tặng á. Chị Nương ơi, thẩm lại gạo còn không? Phải chị Nương đây em ta. Để ăn hồn trả lại. Chỗ thì cũng láng mà chỗ thì nó cũng không có được láng nha các bạn. Bích lên các bạn.
sợ cái côn trùng nó đục phân. Cái này là thuộc cồn An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp á. Đó, thì mới đi trao được một cái phần quà. Phải đi gì nè. Đây nhãn này nha các bạn. Nhãn này chắc gần Tết có bán quá. Trung ơi, làm gì đó? À, bữa nay có bạn Phú gửi tặng cho anh 1 triệu đồng nè, đang làm vốn bán vé số. Dạ. Dạ dạ. Sao mà xuống đây? Đi lên mơ. Dạ dạ. Anh Trung sống ở đây với ai? Anh Nam mà đôi mà một tháng không đi giờ xuống, vợ con có 25 bữa rồi chứ cha, vợ con mặn chứ. Giờ cơm nước làm sao mà lo? Mua cơm ăn. Mua cơm hả? Ngày nhiêu tiền? Ngày 20 ngàn. Người ta ăn gì ăn cái đó vậy, cái nhà gặp cái nè. Sáng được mình cho là đưa tô, chiều nó bưng tô vậy đó. Anh Trung nhìn hơi lên trên. Thôi được rồi. Thưa quý vị các bạn, Quốc Thịnh đang đứng ngay cái nhà của anh Trung nè. Anh Trung mù nè. Anh Trung nha các bạn. Không thấy không? Thì anh Trung mù á các bạn. Ổng sau lưng mình nè. Đó. Thì hôm nay có bạn Phú gửi tặng cho anh một triệu đồng để anh làm vốn bán giấy số. Thì Quốc Thịnh qua cái bến đò rồi cũng trời mưa gió, mà nếu mà để lâu quá thì anh cũng không có vốn anh buôn bán. Thì Quốc Thịnh sẽ trao 1 triệu đồng của bạn Phú cho anh Trung nha các bạn. Đây là cái số tiền 1 triệu đồng nè nha anh Trung. Dạ dạ. Rồi của bạn Phú gửi tặng cho anh đó, đang mà làm vốn bán giấy số. Đó. Anh hơi ngước mặt lên chút thôi. Không, vừa rồi. Thì vừa chút, ngước lên chút thôi. Rồi đó. Thì tại sao mà anh bị mù vậy anh Trung? Anh kể cho đành. Bị đạn nó nhiễu trúng mù hồi 3 tuổi tới giờ năm 68. Năm 68 lúc chiến tranh đó. Rồi bị đuôi hai mắt rồi mù luôn tới giờ luôn. Do đạn, nó gọi là đạn mồ côi đó hả? Đạn mồ côi, hai bên giặc đánh với nhau rồi nhiễu chúng mình đó. Chúng cái đầu, đuôi hai mắt luôn. Mù luôn tới giờ, năm 57 tuổi rồi. Là lúc anh bị mù là 3 tuổi? 3 tuổi, năm 68 á. Đó thì 1 triệu đồng đó ha. Dạ, cảm ơn bà Phú nhiều. Phú giúp đỡ vậy là cũng biết ơn Phú nhiều lắm, chứ không có bao giờ mà quên đói. Không quên ơn được. Để làm vốn, để bán cái số, để sống. Xong qua tháng qua năm vậy. Anh Trung như vậy là ở địa chỉ này là địa chỉ nào? Ấp gì? Ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 1 triệu đồng này là anh mua được bao nhiêu tờ giấy số? Lấy 900 giá mà mình bán 10 ngàn, mình lấy 9 ngàn, mình bán 100 giá gì đó. 100 giá được 100 ngàn. Cũng như là vốn là 900 ngàn. 180 ha. Mình bán 1 triệu mình được 100 ngàn vậy đó. Mỗi ngày vậy đó. Như vậy là nếu mình mua hết tiền này á, thì được 110 vé ha. Thì ráng mà giữ vốn ha. Dạ. Sinh sống. Dạ. Thì cái đó là một cái tấm lòng của bạn Phú mạnh thường quân giúp đỡ ở Nhật á.
gửi tặng cho anh đó. Ừ. Năm nay là anh Trung là 57 tuổi rồi hả? 57 tuổi, tôi ngọ luôn rồi. Có vợ con gì không anh? Không, sống cô đơn vậy đó. Hoàn cảnh đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn nữa hả? Đó, đó, đó. Cô đơn. Hoàn cảnh cô đơn đó. Ừ. 50 mấy tuổi, gần 60 rồi chứ cũng sống cô đơn đó. Giờ hôm rồi là có ăn chuối, ăn trái cây được không? Mua để ăn thường xuyên, còn mấy trái này nữa nè, chú Sim. Ừ. Có ăn chuối giường ngủ cũng im không ơi? Đúng rồi. Mà mình nghĩ chừng 3-4 bữa thao thức thôi, ngủ nó chắc cũng không im. Ừ. Dưới đi cầu nó cũng dễ nữa. Đúng rồi. Ừ. Bà gửi cho chú Sim ăn tốt thiệt. Chú Sim rồi ăn rau cải đồ vô. Hoặc là kêu mấy cái người mà ta bán cơm cho mình á. Lấy có rau thêm. Cho chắc rau ha. Ừ. Đó thì cái hoàn cảnh của anh đó thì bữa hổm thì theo cái ý nguyện của anh là muốn bán vé số rồi. Thì Thịnh cũng một cái lời nhắn gửi nhưng cho bạn Phú, rồi bạn Phú nhớ cái đó, anh cái hoàn cảnh cũng cơ nhở này nè, cũng đuôi mù chứ đâu có ai muốn xin tiền phải không Trung? Đừng có 1 triệu bạc thì mình đợi xây sở để bán mình sống như vậy chưa? Dạ không rồi, như vậy là ăn uống điều hòa thì nó không có bị bệnh nữa phải không? Bữa hổm trong bệnh viện là mà Phú nó gửi tặng cho anh nhiêu nhớ không? 1 triệu. 1 triệu hả? Ừ. Đó thì đáng là đừng có bệnh hoạn. Ngay bệnh viện bệnh luôn. Bữa dạ. Bữa đó thì em đi dọc đường sẵn tấp vô luôn rồi. Ghé ngay bệnh viện của ông ấy video luôn đó. Ừ. Là làm như ông Thịnh là người ai cũng tin tưởng nhân ra đó. Ừ, làm đâu gặp quay gì đó vậy đó. Nằm bệnh viện rồi đưa bệnh viện nha. Dạ. Viện ta mới tới nói mình nằm bệnh viện ngủ đến thôi. Nó nói mình dựng chuyện. Bác cái số là tặng nhà trao vậy đó. Ừ. Đúng, đó thì nhà đó. Cửa của ảnh này. Nhà này là cha mẹ anh cất năm 72. 72 à. Mấy chục năm. Cha mẹ anh đâu hết rồi anh Trung? Chết hết rồi. Vậy sao? Bởi vậy anh được mấy người anh em? 7 người được, ra riêng mẹ hết trơn rồi. Ừ. Có chồng có vợ rồi. Cháu thì nhóc mà nó không có giúp đỡ gì hết á. Cháu. Dạ, nói tại vì cái cuộc sống bây giờ cũng khó khăn á, mình thông cảm cho cháu mình chứ không phải là nó cũng đi làm công nhân nó sống. Dạ, nó cũng khó khăn. Chứ không có tài ba gì á. Nếu mà nó giàu có thì nó làm sao nó quên cậu chú được, bác được. Chú cậu rồi không? Đó. Vậy con biết ơn anh Thịnh nha. Không có gì. Đó cái đó của bạn Phú gửi tặng anh á. Thôi dắt trưa rồi em cũng chưa ăn cơm nữa em đi về à. Trời cũng chuyển mưa nữa nè. Giọt dưỡng cơm rồi các nghỉ chiều đi làm nữa hả? Dạ. Rồi, đây là thêm về. Rồi. Tới đây thì video cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn anh Trung đã cho mình ghi hình. Rồi cảm ơn bạn Phú đã gửi tặng chiều cho anh Trung một cái số. Được có tiền bằng cái số. Rồi sống qua tháng qua ngày qua năm. Rồi bye. Rồi. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye.